Vậy hôm nay á, tôi dẫn ông này qua đây để gả cho con gái chị. Yeah. Bây giờ á, tôi là đại diện đàn trai. Yeah. Tôi với chị ngồi xuống nói chuyện. Yeah. Này, bà là sao? Bậy gì? Làm nhỏ hả? Dài không phải. Bữa nay á là tôi đại diện bên đàn trai, tôi ngồi xuôi là tôi lớn. Còn ông á là chỉ là đứng nói chuyện thôi, nghe thôi, hiểu không? Không có hỏng. Hiểu chưa? Rõ chưa? Bây giờ á, số tiền mà 200 triệu chị nợ tôi á, thì ổng sẽ đem qua đám cưới con gái chị là 300 triệu, 200 triệu là trừ nợ, 50 triệu á là tiền quê hồng, 50 triệu còn lại là làm đám cưới cho con gái chị. Sau khi bên đây chị làm khoản xong là chị phải cho làm đám cưới liền. Chị hiểu không? Mà sao gấp dữ vậy chú? Bây giờ á, chị thiếu nợ 200 triệu, chị biết mỗi một ngày tiền lãi là bao nhiêu không? Hay là chị muốn kéo dài? Thôi làm liền đi, làm liền. Mẹ, lúc 4 giờ chiều để tôi còn đi ghi đề nữa. Mẹ, vậy là chấp nhận rồi đúng không? 4 giờ chiều. Mẹ ơi, con không chịu đâu. Thôi mẹ lấy con cho người nào mà trẻ chút được. Ông nào cũng bị tật nguyền, ông già nữa. Mẹ lấy con cho ông rồi, ông về ông bán con vô động rồi sao? Hùng lắm. Mày dám ăn nói gì với người chồng mà sắp cưới của mày vậy đó hả? Con có phải là con ruột của mẹ không vậy? Chẳng thà bây giờ người ta bước tới, người ta cưới hỏi đàng hoàng, phải nở mặt nở mày lối xóm không còn danh dự cho mình. Chứ để mai mốt rồi mày đi thương thằng nào mày đi theo không, tao có cắt nhau. Mất dạy. Nhưng mà con không có chịu đâu. Mẹ cho đến đề cờ bạc mất nợ bị trả đi, bị bán con cho người ta vậy đó. Tao đánh đề nào? Tao giải trí sao chứ tao đánh đề nào? Mẹ nghĩ coi, bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi, ông đó ông già, con nghĩ chắc ông giống ông ngoại luôn luôn rồi đó. Mẹ không tìm đi hỏi thử coi. Chị nhiêu tuổi rồi? 62. Còn ổng? Ổng hả? Ừ. Ổng 80 tuổi rồi. Đó, mẹ thấy không? Trời ơi, đứng không nổi thì ngồi đi, đứng chi vậy? Trời ơi, mẹ chết bây giờ, chưa đám cưới mà vậy đó. Trời quá. Ổng chào má. Má chào con. Biết rồi, ổng nói bà làm lẹ đi, tối không còn đi ba nữa đó. Nhanh lên. Ừ, bây giờ đó, má quyết định là má gả con cho ổng đó. Con không chịu đâu, má đừng. Mày quay sao mày cãi lời tao hoài vậy hả? Chị Hai thôi đi, chị Hai vừa phải thôi. Chị Hai nghĩ từ lúc mà Hai sanh ra tới giờ, suốt ngày cờ bạc, đề đó, nợ bao nhiêu tiền của người ta rồi? Bao nhiêu lần mà mượn tiền tôi rồi? Cái gì? Con thật không? 200 triệu thôi mà. Mày trả đi. Nè, chị Hai nhìn ổng đi. Ổng bệnh hoạn như vậy, rồi lỡ cưới về, lỡ cái gì ổng chết rồi sao? Rồi hay là ổng bán con này rồi sao? Mày ngu lắm. Ổng bán. Ổng xuống lỗ sớm á thì gia tài tới thuộc về mày. Mày hiểu không? Mẹ thương mày, mẹ mới tính như vậy, hiểu không? Vậy mẹ lấy ổng đi, con không có lấy đâu. Trời đất ơi, mày chết đẩy tao đi. Tao còn chơi nữa chứ mày. Giang thương kiểu gì kỳ vậy? 200 triệu đúng không? Tôi trả đúng cho. Rồi, mày chuyển liền đi. Còn bây giờ nó đi với con, nó trả thiếu cho chị Hai đủ lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng bờ gán con nhỏ hết trơn á. Đi. Ủa, nó trả xong có tiền đây. Sao đưa tiền? Bây giờ sao, bà giải quyết làm sao? Tôi được không?